Kính chào quý khán giả và bà con đang đến với bản tin Kinh tế Nông nghiệp của truyền hình Hậu Giang. Thưa bà con, nói đến đặc sản vú sữa miền Tây thì phải kể đến vú sữa Lò Rèn, vú sữa tím. Còn nhớ có đợt thì Quỳnh Như và anh Đông Hùng giới thiệu đến bà con loại vú sữa Bách Thảo ăn được luôn cả giỏ nữa. Loại nào thì cũng ngon ngọt không lẫn vào đâu được. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ giới thiệu với Quỳnh Như một loại vú sữa chỉ cần nhìn thôi đã thấy thèm rồi. Thưa bà con, loại vú sữa này mỗi khi chín thì nhìn cả cây như là treo đầy vàng vậy đó. Vì còn khá mới lạ cho nên là giá của mặt hàng này cũng đắt đỏ. Thông tin chi tiết về giống vú sữa này chúng tôi sẽ gửi đến trong phần sau. Trước tiên mời bà con cùng điểm qua những nội dung chính. Thưa bà con, cá sạc rằn là loại cá thuộc họ cá tai tượng, còn có tên gọi khác như là cá bổi hay là cá rô tía da rắn, cá rô tía sim. Đặc sản này thì làm khô, nấu canh chua hay là chiên xù đều ngon hết sảy. Từ đặc sản miền Tây này thì loài cá được nhiều nông dân lựa chọn nuôi. Tuy nhiên thời gian gần đây thì nông dân rất là lo lắng vì giá bán liên tục giảm. Cá sạc rằn có thời gian nuôi khá dài, từ 9 đến 10 tháng mới xuất bán. Hiện giá cá thương phẩm được thu mua tại ao khoảng 40.000 đồng một ký đối với loại 6 con một ký. Đối với loại 7 con một ký thì có giá 35.000 đồng một ký, giảm khoảng 10.000 đồng một ký so với thời điểm cách nay 2 tháng. Theo nhiều chủ ao nuôi cá sạc rằn ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, mức giá này là thấp nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây, trong khi giá thành gồm cá giống, thức ăn đã ở mức 42 đến 43.000 đồng mỗi ký. Vậy nên trừ hết chi phí, nông dân lỗ từ 2 đến 3.000 đồng mỗi ký cá thương phẩm. Cùng nỗi lo trước giá, nông dân Sơn La đang nhót lòng nhót dạ bởi đặc sản mận Tam Khoa giảm giá, hiện chỉ còn bằng 1/8 so với những năm trước. Bán 1 ký mận thì chỉ đủ tiền một ly trà đá thôi. Vâng, mận Tam Khoa thì cũng giống như những loại mận khác thôi. Mà có điều đặc biệt là nếu mận bình thường có màu đỏ, thịt vàng hoặc là trắng, thì thịt mận Tam Khoa cũng có màu đỏ như là vỏ ngoài. Đặc sản này được nhiều người ưa chuộng, nhưng mà vài năm trở lại đây thì giá bấp bênh làm cho nông dân cũng lao đao theo. Thời điểm hiện tại, giá mận Tam Khoa ở thành phố Sơn La bán tại vườn chỉ từ 1.000 đến 3.000 đồng một ký tùy loại, trong khi mỗi năm từ 10 đến 15.000 đồng một ký. Đối với người trồng mận ở tỉnh Sơn La, đây là mức giá thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc tiêu thụ khó khăn. Thời tiết bất lợi làm năng suất giảm, trái mận nhỏ hơn. Nông dân cho biết, giá mận thấp nhưng các chi phí khác thì không hề rẻ chút nào. Chỉ riêng tiền thuê hái cũng đã tốn từ 100.000 đến 200.000 đồng một buổi. Có thể thấy vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm cho đường xuất khẩu của một số loại nông sản của nước ta bị thu hẹp rất là nhiều. Với nông dân trồng hành tím ở Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng thì thời điểm này cũng đang ngồi trên đống lửa vì giá giảm kỷ lục. Hành tím trên vùng đất này chẳng biết gắn bó từ khi nào, người dân địa phương phục tráng bảo tồn giống đến giờ cho nên là vẫn giữ được chất lượng, hương liệu cây nồng chẳng nơi nào sánh bằng. Tuy nhiên vì phụ thuộc vào xuất khẩu chủ yếu là sang Trung Quốc nên bà con thường xuyên rơi vào cảnh rớt giá cung vượt cầu. Hành tím Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng hiện còn tồn hơn 51.000 tấn. Cụ thể, hành tím đã gia công vào bao lưới có giá từ 15.000 đến 20.000 đồng một ký. Còn giá hành xù chưa cắt, còn ngoài ruộng, được trồng trên đất cát chỉ có giá từ 4 đến 5.000 đồng một ký. Trồng trên đất ruộng từ 9 đến 10.000 đồng một ký. Với mức này, trừ hết chi phí, nông dân lỗ mỗi công khoảng 10 triệu đồng. Nhiều gia đình không có vốn để làm vụ hành mới, không có kho trữ hành hoặc phải thanh toán tiền phân thuốc, nên đành phải ngậm ngùi bán tháo hành với giá thấp. Địa phương cho biết, nguyên nhân giá hành tím xuống thấp là do hiện hành tím có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan bán trên thị trường chỉ có giá khoảng 3.000 đồng một ký, nên hành trong nước cũng giảm giá theo. Trước thực trạng này, tới đây, các cơ quan tổ chức của tỉnh Sóc Trăng sẽ kêu gọi mọi người mua hành tím giúp nông dân với giá 15.000 đồng một ký. Trong đó, vận động công chức viên chức mua hỗ trợ mỗi người 10 ký. Thưa bà con, bạc hà ở miền Nam, còn các tỉnh Trung Bộ hoặc là Bắc Bộ thì gọi là dọc mùn hay là môn thơm, là loại cây mọc ở bờ ao đầm lầy, có giá là vài 3.000 đồng một ký và thường là để nấu canh chua và được nhiều người ưa chuộng vì là có tính mát, giảm cholesterol. Vậy mà vài năm trở lại đây thì loại cây này lại lên đời. Một số doanh nghiệp sấy khô bạc hà để xuất khẩu với giá tới nửa triệu đồng mỗi ký. Một số doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội sấy khô bạc hà để xuất đi Nhật Bản, Malaysia, Philippines với giá từ 300.000 đến 500.000 đồng một ký. Để làm ra một ký bạc hà khô phải mất 5 ký tươi. Muốn ngon, giữ nguyên vị, các nhà xưởng thường dùng máy sấy thay vì phơi ngoài trời. Hiện bạc hà khá được ưa chuộng,
cho các món gỏi, thịt nướng, sushi ở nước ngoài. Ở thị trường nội địa thì nhiều nhà hàng quán ăn lựa chọn vì tiện lợi. Theo bà con nông dân, bạc hà không được trồng đại trà với số lượng lớn như rau xanh nên người dân hầu hết trồng thêm để bán kèm với đồ nấu canh chua. Gần đây có vài cơ sở đi thu gom về sản xuất cũng chỉ mang tính thời vụ và bán trong thời gian ngắn. Trở lại với câu chuyện làm giàu từ một loại vú sữa, chỉ nhìn thôi là đã thèm rồi, mà khi nãy Đông Hùng có nhắc với Quỳnh Như và bà con, chính là vú sữa Hoàng Kim hay còn gọi là vú sữa vàng Đài Loan, vú sữa Abiu. Dạ, tôi biết cái loại vú sữa Hoàng Kim mà anh Đông Hùng vừa nhắc tới, tính ra thì loại đó chính là cây trồng màu ngoại, có thịt rất là dày và thơm ngon, đặc biệt là mỗi trái chỉ có một hạt duy nhất. Loại trái cao cấp này thì muốn ăn cũng phải đến các cửa hàng hay là siêu thị đặt thì mới có. Và trong bản tin Kinh tế Nông nghiệp cũng đã từng giới thiệu với bà con về loại trái này rồi. Chính vì là giống ngoại, hiện còn hiếm cho nên là giá cũng đắt đỏ vô cùng. Một lão nông ở thành phố Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang đang có thu nhập ổn định nhờ biết khai thác đúng giá trị của giống vú sữa Hoàng Kim. Ông Trần Văn Rỡ ở xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang khởi nghiệp với cây vú sữa Hoàng Kim theo cách tình cờ. Khoảng 10 năm trước, con rể của ông ở Đông Nam Bộ lấy về gần 100 cây lạ cho ông trồng với lời nhắn cây quý lắm. Tuy nhiên khi nhìn thấy những cây con có lá giống hệt như cây Lê Kima, ông Rỡ chê không trồng đại trà mà chỉ đem 3 cây trồng chơi ở khoảnh đất quanh nhà. Không ngờ những cây này ngày càng phát triển xanh tốt và cho trái quanh năm. Trái khi chín có màu vàng óng giống như trái Lê Kima, vỏ căng bóng, khi chín thì chuyển sang vàng tươi. Lúc đầu người dân không ai dám ăn, chỉ có ông Rỡ liều mình ăn thử thì thấy rất ngon với vị ngọt thanh, thoang thoảng mùi sữa. Nhiều nông dân đến tận vườn mua với giá 200.000 đồng một ký trái và 1 triệu đồng một cây giống. Bây giờ nó hái vừa dứt đuôi rồi đó, bây giờ trái ba lớn lớn nữa đó. Bằng tay cái gắn cái đó. Thì nó cuối tháng 3 này nó bắt đầu chín nữa rồi. Nó quanh năm luôn à, cứ 2 tháng là nó làm lứa, 2 tháng làm lứa, 2 tháng ngoài nó lứa. Sở hữu giống cây mới lạ và ngon nên hiện tại có nhiều nông dân trong và ngoài tỉnh đã tìm tới tận nhà mua cây giống về trồng. Ngoài giá trị kinh tế cao, điều ông Rỡ ưng bụng nhất với cây vú sữa Hoàng Kim này là nhẹ công chăm sóc và không cần sử dụng thuốc hóa học. Mình khỏi có là tốn công là xịt thuốc là đậu trái hay gì, không khỏi làm mấy cái đó. Tự nó ra rồi tự nó là mang trái rồi tự nó chín, tự nó mình bẻ thôi à, chứ không có làm cái gì hết. Mỗi năm, mảnh vườn gần 1 hectare này cho gia đình ông Rỡ thu nhập trên 200 triệu đồng. Trong đó, phân nửa là từ cây vú sữa Hoàng Kim. Ông còn dự định sẽ mở rộng thêm diện tích trồng để giống vú sữa Hoàng Kim từ mảnh vườn này rồi sẽ đi khắp nơi mang đến vị ngọt lành cho biết bao nông dân. Cũng chính vì màu sắc bắt mắt lại hiếm nguồn cung nữa cho nên là giá cao mà có bao nhiêu thì cũng được săn lùng hết. Tuy nhiên nếu mở rộng diện tích thì nông dân cũng cần cân nhắc đến việc mở rộng để đảm bảo đầu ra. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Kinh tế Nông nghiệp hôm nay. Đông Hùng và Quỳnh Như xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con trong bản tin tiếp theo.